Nguyên nhân bệnh suy thận là gì? Suy thận được chia làm hai giai đoạn, đó là suy thận cấp và suy thận mạn. Suy thận cấp diễn ra trong một vài ngày và có thể phục hồi hoàn toàn hoặc một phần chức năng thận sau khi được điều trị thích hợp trong một vài tuần. Ngược lại, suy thận mạn là quá trình tiến triển, không thể phục hồi chức năng của thận. Nguyên nhân suy thận cấp có 3 cơ chế chính: thiếu lượng máu lưu thông đến thận, những bệnh lý tại thận gây ra, tắc nghẽn nước tiểu ra khỏi thận. Nguyên nhân thường gặp bao gồm chấn thương gây ra mất máu, mất nước, tổn thương thận từ nhiễm trùng đường huyết, phì đại tuyến tiền liệt, tổn thương thận do một số loại thuốc hoặc chất độc, biến chứng trong thai kỳ như tiền sản giật. Nguyên nhân gây ra suy thận mạn đó là bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, viêm ống thận mô kẽ, bệnh thận đa nang, tắc nghẽn kéo dài đường tiết niệu, có thể do phì đại tuyến tiền liệt, sỏi thận và một số bệnh ung thư. Trào ngược bàng quang, niệu quản gây ra tình trạng nước tiểu trào ngược lên thận, viêm đài bể thận, tái phát nhiều lần. Bệnh thận cần phát hiện sớm để chữa trị kịp thời. Bà con mình nên tìm hiểu thêm về cỏ mực trị suy thận. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.